Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang ở cửa hàng. Tuy nhiên thì Khánh có làm chứng video này và mong muốn chia sẻ với toàn thể quý vị một cái thông tin. Chết các bạn đó. Là một cái hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn ở xã Phú Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Ra đằng này mũ à chứ đằng đằng sau là gì đó nhìn thấy. Chân á. Quả đi. Cái căn nhà mà thực tế thì chỉ cần một cơn bão vừa qua quả đi thì có thể